sự nhân pháp, không đoạn tận sáu pháp này các tỳ kheo, không thể chứng ngộ các pháp thượng nhân truy kiến thù thắng, xưng đắc bậc thánh. Thế nào là xấu? Thất niệm, không tỉnh giác, không phòng hộ các căn, không có thể tiết độ trong ăn uống, giả dối, hư đàm. Không đoạn tận sáu pháp này các tỳ kheo, không có thể chứng ngộ các pháp thượng nhân tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Rồi cho con hỏi chữ hư đàm nghĩa là gì? Ở đây nó có một cái đoạn chú giải. Cái này là các bạn A Tỳ Đàm sau tôi mượn cái chỗ thôi. Này sư cốc của đoạn chú giải ha, là Lapananti là Phatikkataya Ukkhipitwa Awakkhipitwa và Lapanang. Thì ở cái chú giải của cái đoạn kinh mà hồi nãy quý vị vừa mới hỏi đó, có nghĩa là cái cách nói chuyện ha, mà khi thì nâng lên, tức là tân bốc á, tân bốc, khi thì hạ xuống, nhằm đạt được mục đích. Thì cái từ hư đàm ở đây có nghĩa là như vậy. Từ hư đàm này nghĩa là như vậy. Đâu đây? Đấy. Tức là khi mà mình nói chuyện ấy, để mà đạt được mục đích của mình ấy, thì mình có khi là mình tân bốc họ, tân bốc người này người kia. Ví dụ như một vị tỳ kheo tân bốc cư sĩ, khen họ như thế này, khen họ như thế kia, hoặc là chê họ như thế này, chê họ như thế kia, nhằm mục đích là họ sẽ cho mình một cái gì đó, cho mình một cái gì đó. Ví dụ như đi đến nhà cư sĩ nói trời, cái nhà âm u quá, cái này phải tại vì thiếu làm phước, thiếu phước, nhà thiếu phước, thiếu không có làm, không có cúng kiến để phi nhân, rồi mấy cái thứ dơ bẩn nó hay ở trong nhà, đó cái nhà u ám vậy đó. Cho nên tôi ráng mình làm mấy cái buổi cho tăng cúng dường, ví dụ như vậy. Hoặc là mình nghĩ là chà, cái mặt này khổ quá, cái khổ thì phải ráng làm phước. Đấy, khổ phải ráng làm phước. Thì tức là mình nói như thế nào đó, mình chê họ như thế nào đó để mà họ cho mình một cái gì đó. Hoặc là mình khen họ, trời ơi, anh hoan hỷ quá, trời ơi, cái này phước đức quá, anh ráng như thế này, anh ráng như thế kia. Thì tức là mình khen họ để mà mình được cái gì đó từ họ. Tức là cái sự khen chê của mình nhằm mục đích để mình được cái lợi nhuận, đó là hư đàm. Còn cái chuyện mà mình khen cái đáng để khen, chê cái đáng để chê thì nó không nằm ở trong trường hợp này.